Thưa quý vị, tỉnh Thanh Hóa dù không phải là tâm bão đổ bộ, song cũng chịu ảnh hưởng rất lớn khi có gió mạnh kèm theo mưa lớn. Đã có những thiệt hại ban đầu do cơn bão gây ra tại địa phương này, ghi nhận của phóng viên VTC rạng sáng nay ngày 17 tháng 7. Suốt từ đêm qua đến rạng sáng nay, tại nhiều huyện ở Thanh Hóa đã có mưa to và gió giật theo từng cơn. Cường độ ghi nhận khi bão cập bờ tại huyện Tĩnh Gia có gió giật cấp 9. Ngay sau khi bão đổ bộ vào Nghệ An, khu vực gió mạnh sau bão có xu hướng tập trung ở ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng Đông Bắc, gió cũng đạt cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Đã có một số thiệt hại được ghi nhận như nhiều cây xanh bị đổ, nhiều biển quảng cáo, mái tôn không được chẳng chống kỹ đã bị bay. Tuyến quốc lộ 1A các phương tiện vẫn lưu thông bình thường nhưng cần lưu ý một số cành cây đổ ngã ven đường. Tại vùng cửa biển Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, cổng chào cảng Lạch Bằng đã bị gió cuốn làm đổ gãy chắn hết cả lối cổng vào cảng. Trong âu tàu, nước chiều dâng lên khá cao, kèm theo các đợt gió rít liên hồi nhưng không ghi nhận thiệt hại nào về tàu thuyền. Có một điểm lưu ý thời điểm gió đổi hướng với cường độ mạnh, khi thấy dấu hiệu ngưng gió, tuyệt đối không ra ngoài vào thời điểm gió lặng. Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch tỉnh cho biết, tất cả tàu thuyền đánh bắt ngoài khơi đã vào nơi tránh trú bão an toàn. Phương án sơ tán khoảng 250.000 dân cách mép nước 200 m cũng không phải tiến hành vì bão ảnh hưởng đến Thanh Hóa không quá mạnh như dự báo.